Rồi mình xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Cá kiểng.vn của mình nhé. Thì trong clip hôm nay mình sẽ cập nhật và sale một số cái săn mồi cho anh em nhân dịp cái lễ này. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật và báo giá từng dòng, từng loại, từng size cho quý anh chị mình xem và tham khảo nha. Và anh chị em lưu ý cho mình thì cá này mình sẽ nhận chuyển khoản thanh toán trước, sau đó mới đóng thùng và gửi ship cho anh em. Vì đây là cái mặt hàng cá cảnh gửi đi không có gửi về được. Anh em tin tưởng mình mua và không tin tưởng thì thôi. Em bán cho khách hàng nào cũng như nhau. Và trong cái dịp lễ này mình chỉ áp dụng những cái giá khuyến mãi hoặc là tặng cái này cái nọ thì mình sẽ áp dụng cho hết cái lễ này, mình sẽ về với giá cũ nha. Quý anh chị em mình lưu ý giùm mình nha. Và bây giờ mình sẽ vào chi tiết từng dòng nhé. Rồi, tiếp tục mình sẽ đến với rồng Azulot. Rồng Azulot hôm nay mình sẽ có là 3 màu, gồm là màu đen, màu vàng và màu trắng ha. Thì những con cá này anh em coi nó hung tợn vậy thôi chứ thực chất ra nó rất là hiền luôn, cực kỳ hiền luôn. Đây rất là hiền. Và cá hôm nay rất là đẹp nha, size tầm khoảng 20 cm. Cá này em đang bán với giá là 200k một con nha. Nhưng anh em mua trong cái ngày lễ hôm nay mình để cho anh em với giá là 150k một con nha. Một đôi 400 chỉ còn có 300k thôi. Và cá cái độ to của cá này ha, quý anh chị mình xem ha. Màu đen full ngầu luôn, màu đen là full ngầu luôn. Rất là to nè. Nó không khác như con thằn lằn hết trơn, và cái đuôi thì nó giống như con cá thác lát. Nhìn lai như những con cá nhái vào mùa mưa vậy quý anh chị. Còn đây là màu vàng. Màu vàng thì mình có 3 con vàng. Vàng nó sẽ có bông. Nó có bông như thế này. Size tầm khoảng 20 nha quý anh chị. Đây là cái màu vàng ha. Rất là đẹp luôn. Ngân long trước mặt của anh chị ở đây mình sẽ có size tầm khoảng 26-27 cm nha. 26-27 cm, cá nói chung là size trung to nha. Cá này bình thường em đang bán với giá là 340k một con nha. Thì cái dịp lễ này em giảm cho anh chị mình là 40k. Thì còn chẳng đây là 300k. Bình thường 300k thì cái size nó tầm khoảng 20-22 cm thôi. Thì hôm nay mình mua mình sẽ tiết kiệm được 40k nha. Size này size lớn luôn, size lớn nha. Thì ở đây với cái viền nó sẽ có là cái viền vàng nha quý anh chị, viền vàng nha. Nó tùy theo đợt, đây viền vàng. Cá size to, giá hạt nho luôn. 300k nha quý anh chị, size tầm khoảng 26-27 cm. Rồi tiếp tục em sẽ đến với dòng cá ngân long vàng amino. Ngân vàng amino ở đây em sẽ có size là 20 cm nha quý chị, 20 cm. Thì cá này em đang bán với giá là 750k một con. Thì cái dịp lễ này em giảm cho quý anh chị mình 50k, giá sẽ còn là 700k chẵn nha. 700k chẵn cho một con. Size 20 nha, chuẩn chỉ 20. Rồi tiếp tục cái gồng em sẽ đến với con kim long. Kim long ở đây em sẽ có size tầm khoảng 13 cm nha quý anh chị. Giá là 720. 720. Ở này em bán với giá là 700 chẵn nha, 700 chẵn. Em chỉ có một con duy nhất nha, một con duy nhất. Không có con thứ hai. Kim long Úc size 13, giá 700k. Rồi tiếp tục em sẽ đến với một con cá hồng long. Size tầm khoảng 20. Size tầm khoảng 20, mã chip của nó là 4640. Thì con cá này em đang bán với giá là 2.190k ha. Thì ngay cái ngày lễ này em giảm cho quý anh chị mình 190k, giá chỉ còn 2 triệu chẵn nha. Tiết kiệm là 190k nha quý anh chị. Cá này là nó có giấy tờ hẳn hoi đầy đủ nha. Mình mua về là em sẽ kèm một cái tấm giấy có mã chip đầy đủ cho quý anh chị mình luôn. Cái size là size 20 nha. Rồi tiếp tục con thứ hai. Con thứ hai mã chip của nó là 4564 nha quý anh chị. Thì cái size nó tầm khoảng 19 cm nè. Nhỏ hơn cái con thứ nhất một size. Thì cá này em bao vấn đề là tặc lỗi cho quý anh chị mình nha. Trường hợp như là cá mình vớt nó bị nhảy tróc 1 vảy 2 vảy, hoặc là trong vấn đề vận chuyển nó gớt vảy 1 vảy 2 vảy, đó là bình thường nha. Đặc biệt quan trọng nhất là cái phần body của nó có bị cong không, có bị lỗi không, mắt có bị lệch không. Nó mang có bơ một bên hở một bên không không, nó miệng có méo không, nó quan trọng cái đặc điểm đó thôi. Còn ví dụ mình gửi mà nó có rớt một hai vảy thì nó rất là bình thường thôi. Đó. Thì con này em đang bán với giá là 1.900.000 ha. Đó, giá cũ của nó là 1.990.000, em giảm cho quý anh chị mình 90.000 ha. Đó, em bao vấn đề là tặc lỗi nha. Chung cá là rất là liền lạc. Đó, còn dạng mình vớt qua là hay là mình gửi nó quậy mạnh quá, nó lỡ rớt 1, 2, 7 thì bình thường. Đó. Đó, con này thì phần đuôi nó cũng lên màu rồi quý anh chị. Đó, phần đuôi lên màu nè, rất đẹp luôn. Đó, tay cá giấy tờ em đầy đủ nha. Đó. À, mà chip cái con thứ hai á là 4564 nha, em cứ ghi trên đây để khỏi nhầm lẫn nè. Còn mã chip con thứ nhất thì sẽ là 4640, 4640 à, 4640 thì em có giảm nhẹ cho quý anh chị mình ngăn dịp lễ ha. Thì qua lễ thì em vẫn về giá cũ nha, không có giá giá mới, em sẽ về giá cũ khi mà nó chương trình áp dụng đến hết lễ nha quý anh chị. Đó, thì con cá này em chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước, sau đó mới đóng thùng và gửi ship cho anh em ha. Anh em lưu ý với mình. Đó, mình tin tưởng thì mua, mà không tin tưởng thì thôi. Đó, em bán cho khách hàng nào cũng như nhau. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá kim phát tài xăm mình. Ở kim phát tài đây em sẽ có là size tầm khoảng 3,5 ngón nha, size tầm khoảng 3,5 ngón tay em. Đó, thì cá này bình thường mình đang ở những clip trước á, thì giá nó sẽ là 350 một con. Đó, thì hôm nay em sale thẳng cho quý anh chị mình luôn. Giá hiện đại là em bán chị 200.000 cho một con thôi. Đó, 350 giảm cho quý anh chị mình là 150.000, giá chỉ còn có 200.000 một con thôi. Đó, anh chị mình thấy giá tốt thì anh chị mình có thể tham khảo xem và mua ha. Đó, dòng cá kim phát tài xanh mình thì nó sẽ có những cái hoa văn là hồng nè, bông hồng nè, chữ. Đó, tùy theo mình thích cái mẫu như thế nào, có thể mình chụp hình mình quanh lại. Đó, thì em sẽ bắt cái con cá đó chỉ gửi cho quý anh chị nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá kim phát tài, size nó tầm khoảng 5 ngón 6 ngón nha quý anh chị. Đó, cá này em đang bán với giá là 300.000 một con nha, 300.000 một con. Đó, thì ngay cái ngày lễ này thì em giảm thẳng cho anh em là 100.000 một con ha. Tức là 300 em giảm 100 còn 200.000 một con. Đó, và ở đây em sẽ còn là 4 con. Đó, nếu quý anh chị mình chốt hết giùm em luôn. Đó, thì em sẽ để với giá là 700.000 ha, 700.000 cho một cái combo 4 con cá kim phát tài size lớn nha. Đó, nếu bình thường 300.000 một con thì 4 con này giá sẽ là 1.200.000, mà quý anh chị mua trong hiện tại giá chỉ còn có 700 thôi. Đó, mình tiết kiệm rất là nhiều luôn, và giá em chỉ áp dụng cho hết ngày lễ nha. Hết ngày lễ em sẽ về giá cũ nha quý anh chị. Đó, đây là dòng cá kim phát tài size to nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng hổ bắc thái nha. Hổ bắc thái đây em có size tầm khoảng 3 ngón tới gần 4 ngón nha quý anh chị. Đó, thì cá này em đang bán với giá là 450.000 một con nha, 450.000 một con, một đôi giá sẽ là 900. Đó, thì hôm nay em giảm cho quý anh chị mình 100.000 một con ha, giảm ví dụ nó giá nó sẽ 450, thì em giảm 100 còn là 350 ha. Một đôi giá sẽ là 600.000 thôi. Đó, một đôi bình thường giá sẽ là 900 mà nay chỉ còn có 600 thôi quý anh chị. Đó, mình thấy cái giá hợp lý. Đó, mình thấy cái giá khuyến mại nó ok thì mình chốt ngay giùm em ha, tại đây em cũng có số lượng thôi chứ em không có thường nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá sóng đáy, cá củ sừng amino vàng. Củ sừng amino vàng này thì em có size tầm khoảng 12 cm nha quý anh chị. Giá 130 bên em giảm còn 100.000 một con nha. Đó, củ sừng vàng amino, dòng cá sóng đáy ha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá tai tượng nha quý anh chị. Trước mà quý anh chị đang xem là tai tượng mình sẽ có là dòng amino vàng, ở size là 3 ngón tay, giá bình thường giá sẽ là 60.000 một con, và quý anh chị chốt cho mình cái combo là 4 con ha. 4 con thì em sẽ để với giá là 50.000 một con, tức là bình thường nếu 4 con giá 240 ha, mình sẽ giảm được 40.000 còn 200 chẵn. Đó, cá bông rất là đẹp nha. Đó, dòng tai tượng vàng amino. Rồi tiếp theo ở đây mình sẽ có dòng tai tượng châu phi. Tai tượng châu phi ở đây cũng tương tự size 3 ngón nha quý anh chị. Đó, giá sẽ là 60.000 một con, vẫn là cái combo anh chị mua 4 con giá sẽ là 200 ha. Đó, hoặc là như thế này quý anh chị muốn mua mà 2 con vàng 2 con đỏ đen cũng được ha. Đó, mình sẽ bắt thêm combo 4 con vẫn là 200.000 cho một cái combo ha. Đó, mình bắt 2 con 2 màu để cho nó đều cá. Rồi tiếp tục ở đây em sẽ có dòng kim phát tài. Kim phát tài ở đây em có size tầm khoảng 3,5 ngón nha, giá 50.000 một con. Quý anh chị mua 4 con em tặng một con ha. đó, 200k là 5 con đó. Bình thường thì 200k nó chỉ có là 4 con thôi, thì hôm nay chương trình khuyến mãi em áp dụng ngày lễ thì em sẽ tặng cho quý anh chị mình 1 con á, 5 con giá chỉ có 200k thôi đó, size 3,5 nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá nàng hai vàng amino. Nàng hai vàng amino hôm nay em có size tầm khoảng 28 nha quý anh chị, 28 cm. Ở hàng hôm nay là siêu đẹp, siêu chất lượng luôn. Con nào con nấy nó mập mập như thế này. Tại vì cái nàng hai vàng amino hôm nay là nó khá là lâu rồi, nó không có hàng, thì hôm nay em có lại nha. Cái dòng này thì em cũng không có giảm giá nha, em không có giảm giá. Và giá em đang bán là 650k cho một con, 650k cho một con. Dòng nàng hai vàng amino cá hôm nay rất là đẹp luôn. Nói chung là liền lạc, hàng chất lượng nha quý anh chị. Đó, cá mập mạp đáng yêu dễ thương luôn. 650k một con. Dòng này thì nó sống lơ lửng, loại dịu dàng rất là đẹp. Mình dạng mình thích siêu tầm, mình chơi những con này cũng ít là đụng hàng với những anh em khác ha, rất là ít đụng hàng, đảm bảo với anh em luôn. Cá thì nó sẽ có những cái nút đồng tiền như thế này. Thì ở đây tại vì là em quay cái đèn nó hơi áp quá thôi, chứ con cá nó rất là vàng nha quý anh chị, rất là vàng luôn. 650k size 28 cm, hàng chuẩn hàng chất lượng nha. Rồi tiếp tục video mình sẽ đến với dòng cá chạch lửa nha. Chạch lửa thì hôm nay em có size tầm khoảng 40-45 cm nha quý anh chị, 40-45 cm. Cá em đang bán với giá là 650k một con nha. Cá hôm nay em gọi là những cái bông gọi là siêu đẹp luôn, có cái những cái vân bông và những cái viền nó rất là đỏ nha. Đó, nó nhỏ nhưng mà nó nhỏ hơn cái đợt trước. Đợt trước thì mình có size khoảng 50 hơn 50 đó. Còn đợt này thì size nó tầm khoảng 40-45 nha. 40-45 size to nha quý anh chị. Đó, anh chị xem những cái bông của nó này, nó đỏ rực rỡ luôn. Đó, con nào cũng như con nấy nha. Đó, con nào cũng như con nấy. Thì cái hồ nó hơi bẩn nha quý anh chị thông cảm nha, mình không có rửa hết được tại nó nhiều quá. Bông cực kỳ đẹp nha. Cá em đang bán với giá là 650k một con nha. Hàng này thì em cũng mới về được 4 con thôi, không có nhiều nha. Em cũng có nhập cái size nhỏ nên nhưng mà cái size nhỏ thì anh em trại không có hàng nha quý anh chị. Size nhỏ mình lấy nhỏ thì mình giá mình bán nó dễ bán hơn. Và cái này anh em chốt một đôi giá là 1.200.000 nha. Một con em bán với giá là 650k nha. 650k. Cái size 50 thì bữa em bán là 800k con rồi. Thì cái này nó nhỏ hơn, không có đáng kể đâu. Nó khoảng 40 mấy rồi, 40 mấy rồi, nó xem. Nhưng mà mình tiết kiệm được nhiều hơn so với mình mua một con cá lớn ha. Cá là rất là đẹp nha quý anh chị. Dòng cá hỏa long hay còn gọi là cá chạch lửa ha. Dòng cá sóng đáy nó lội rất là dịu dàng, nhìn nó cũng đẹp. Nói chung mỗi một con cá thì nó có một cái nét đẹp riêng biệt. Cái chuyện quan trọng là mình thích hay không thích thôi. Tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá Trê Panda nha. Ở Trê Panda ở đây em có size tầm khoảng 14 cm, ở tầm khoảng 14 cm. Cá này em đang bán với giá là 75k một con nha, 75k một con. Và anh em chốt 3 con giá sẽ là 200k nha, 200k cho 3 con cá Trê Panda. Dòng này thì nó rất là dễ nuôi, mồi của nó anh em cho ăn cũng dễ nữa, mồi sống, mồi viên, thức ăn cá thường rồi nó đều ăn hết nha. Nuôi không oxy vẫn được nha, dòng này nó cực kỳ dễ nuôi. Nó sẽ có những cái bông hoa giống như là con bò sữa cho anh chị. Siêu dễ nuôi nha, siêu dễ nuôi luôn. Thôi tiếp tục một con cá khá là đặc biệt tại shop em nha, em nói tại shop em nha, em không có nói ở shop khác. Một dòng cá cực kỳ hiếm tại shop mình luôn, đó là cá sấu hoa tiễn ha. Cái dòng này thì nó hiếm hàng rất là lâu rồi. Cái này nó làm như nó nhập hàng không được gì quý anh chị, nhập hàng không được luôn. Thì hôm nay mình đặc biệt ở đây mình có một con ha, size tầm khoảng 15-16 nha quý anh chị, giá là 250k một con. Anh em nào mà thích thì chốt nhanh chốt lẹ giùm em nha. Anh em xem kênh mình nhiều cũng biết rồi, cái dòng này là đảm bảo là không có hàng luôn. Hôm qua em lên chạy là em thấy một con là em đớp liền luôn á, em đớp liền một con luôn. Tại vì cái hàng này á, nó vắng khá là lâu nên những khách hàng hỏi nó cũng rất là nhiều, rất là nhiều. Phải chia ở đâu cũng có thì nó cũng đâu cũng không có anh chị nào hỏi đâu. Cái hàng này là, gọi là nó hiếm rồi, hiếm theo hiện tại nha, cũng khoảng năm mấy 2 năm rồi quý anh chị. Đó, mình thấy nó vắng cực kỳ lâu luôn. Đó. Giá 250k nha quý anh chị. Đó, size 15 16 nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với Hoàng Bảo Yến. Hoàng Bảo Yến của em sẽ có size tầm khoảng 16 tới 20 cm như quý anh chị. Đó, giá của nó sẽ là 100k một con ha. Đó, và hôm nay là lễ đó, anh chị mua 2 con mình tặng cho quý anh chị mình 1 con, tức là mua 3 con giá 300k sẽ còn có 200k thôi nha. Đó. Và những cái con bé này là mình không có tặng kèm nha, tặng là tặng luôn cá lớn nha. Đó. Ví dụ mà nó hết hàng đi, ở đây còn 4 con có 2 lớn 2 nhỏ thì mình sẽ tặng 2 con nhỏ luôn nha. Ở đây có 2 con nhỏ là 2 con cá cũ, còn mấy cá to thì là cái hàng này mới về nha. Đó, size đều đều nó tầm khoảng 19-20 nha. Đó, không có con, như con nhỏ xíu này là cái size nó tầm khoảng 16 nè. Đó, hồi nãy thì em báo 16 tới 20 thì có 2 con nhỏ rồi thôi, nhưng mà em sẽ không tặng kèm cho 2 con nhỏ này nha. Em tặng cá lớn nè Hoàng. Đó, quý anh chị mình gỡ ra coi mà em có 1 con nhỏ xíu hoặc là có 2 con lớn, chị lên cái kênh YouTube post giùm mình ở cái chỗ đó bán, nói vậy mà gửi như vậy, nói không uy tín này nọ, ok giùm em ha. Đó, em bán như thế nào gửi như thế nấy nha. Anh chị xem kênh mình nhiều, đó, mua của mình nhiều rồi mình không có cần phải quảng cáo lu bu. Rồi áp dụng cho đến hết ngày lễ nha quý anh chị. Đó, mua nhanh mua lẹ giùm em chân thành cảm ơn quý anh chị nha. Rồi mình tiếp tục với dòng cá nàng hai thường. Nàng hai thường ở đây có size tầm khoảng 20 đến 22 cm nha, 20-22. Cá em đang bán với giá là 100k một con nha quý anh chị. Đó, 100k một con. Cá này thì em không có giảm nha. 100k một con, size 20-22. Ở đây là cái bông của nó nè. Bông của nó nè. Dòng cá này thì nó cực kỳ dễ nuôi luôn, không cần oxy vẫn sống nha quý anh chị. Rồi tiếp tục em đến với Hồng Kỳ Phát Tài nha quý anh chị. Hồng Kỳ Phát Tài ở đây em sẽ có size tầm khoảng gần 4 ngón nha, gần 4 ngón nha. Giá bình thường của nó sẽ là 240k một con nha, 240k một con. Một con là một cặp là 480 nha. Bữa nay em sale cho quý anh chị mình giá siêu tốt luôn. Anh chị mình chốt một đôi thì em sẽ để với giá là 350k nha. Từ 480 chỉ còn có 350k cho một đôi thôi. Đó. Hàng thì hôm nay là siêu đẹp anh chị. Kỳ di. Đó, kỳ di đuôi là đều lên màu nha. Ở đây là mình quay đèn trắng nha quý anh chị. Đảm bảo với anh chị là quay sao bán như vậy nha. Đó, anh em xem kênh mình nhiều rồi. Đó thì cũng biết vấn đề này. Đó. Ví dụ em quay đèn màu sẽ nói mà quay đèn màu thôi, nó chả có gì mà giấu cả. Nó dùng những cái thủ thuật để mình quay khi gửi cho quý anh chị mình nhận cá, ủa sao cá màu khác này nọ ha. Đó, em quay như thế nào em bán như thế đó nha. Đó, hôm nay nói chung là cá Hồng Kỳ em đảm bảo quý anh chị là rất là đẹp nha, hàng tiền lạc nha quý anh chị. Đó, size gần 4 ngón nha, giá bình thường sẽ là 240k, cặp 480. Hôm nay em giảm cho quý anh chị mình là một đôi chỉ có 350k thôi. Đó, anh chị mình yêu thích chút nhanh chút lẹ giùm em á, em rất là cảm ơn nha. Đó, cá linh kỳ đỏ rất là đẹp nha. Rồi mình sẽ đến với thầy ông nội luôn. Đó, con này hôm nay nó rất là đỏ nha quý anh chị, rất là đỏ luôn. Ở đây em đánh đèn trắng mà nó còn đỏ như vậy. Đó, bữa nay lên màu rất là tươi nha. Đó, con này thì cái size nó hơn 3 ngón nha quý anh chị, size hơn 3 ngón nha. Giá của nó sẽ là 650k. Đó, 650k. Thì nè anh chị nào mình chốt nhanh chốt lẹ ngay cái dịp lễ này em giảm cho mình là 100k, giá còn 550 nha. Đó. Cái hàng mà GB thì nó rất là ít có hàng. Đó, rất là ít có hàng. Nó không phải như mà Kamfa hay là Châu nó có thường, GB rất là ít. Rồi, chị nào yêu thích thì mình có thể chốt nhanh chốt lẹ giùm em ha. Đó. Giá này em chỉ áp dụng cho hết ngày lễ nha. Rồi, kế bên là con thứ hai là con Kamfa. Cam pha hôm nay cũng màu rất là tươi luôn, màu đỏ cam nha quý anh chị. Đó, size nó tầm khoảng hơn 2 ngón rưỡi một tí nha. Đó, cá này em đang sale với giá là còn 300k nha, còn 300k. Cái này anh em nuôi lớn nuôi to rất là đẹp nha. Hàng cam pha thì mình không cần phải quảng cáo nhiều rồi về phần màu sắc nha. Đó, nó là cam pha 2 tông. Đó, con thứ hai giá của nó là đang sale còn 300 nha quý anh chị. Con thứ ba. Đó, con thứ ba cũng là dòng Kamfa 2 tông nhưng con này nó hơi xuống màu nè. Đó, con này size nó là 3 ngón khép nha quý chị, giá cũng là 300 luôn. Đó, 300k. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với các dòng cá lóc ha. Ở cá lóc đầu tiên mình sẽ đến với dòng lóc bông thái nha. Lóc bông thái ở đây mình sẽ có size tầm khoảng 15-16 nha quý anh chị. Giá của nó là 50k một con ha. 50k một con thì hôm nay cái số lượng nó không có nhiều rồi, 2, 4, 6 chỉ có 3 đôi thôi. Đó, 3 đôi thôi, 50k một con. Đó, và 3 đôi này anh em chốt hết để cho anh em với giá là 250k ha, 250k cho 6 con này luôn. Đó, một cái combo duy nhất. Có con bèo mà nó bị lỗi mắt con mắt tiêu rồi, tặng luôn cho anh em luôn, tặng luôn con này cho anh em luôn. Đó, chọn hết nguyên cái hồ này chỉ có 250 thôi anh chị. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng lóc bông bèo ha. Lóc bông bèo ở đây em có size tầm khoảng 15-16 cm nha quý anh chị. 15-16 cm. Đó, cá em đang bán với giá là 80k một con nha, 80k một con. Một đôi đó là 160, hai đôi sẽ là 340k và anh em chốt hai đôi để cho anh em với giá là 300k chẳng ha, cho hai đôi. Đó, 80k một con nha, số lượng có hạn thôi quý anh chị. Đó, mình về khoảng được 15 con, mình về hôm qua từ sáng cũng có một số khách lại mua rồi. Ở đây còn khoảng 8 con thôi, 8 con lóc bông bèo thôi. Rồi tiếp tục ở đây mình sẽ có là dòng cá lóc vây xanh ha. Đó, vây xanh. Vây xanh ở đây thì em có size tầm khoảng 17-18 nha quý anh chị, 17-18 cm nha. Cá em đang bán với giá là 100k một con nha, 100k một con. Đó. Thì đây mình có bầy này tầm khoảng 10 con thôi. Đó, tầm khoảng 10 con. Và anh chị chốt cho mình ngay cái ngày lễ này, anh chị mua 2 con em tặng cho quý anh chị một con ha. Đó, ok chưa? Đó, mua một đôi tặng một con. Đó, đối với dòng lóc dây xanh nha. Đó, và chương trình áp dụng thì em sẽ áp dụng cho hết cái ngày lễ là em sẽ về giá cũ nha. Đó, hy vọng là nó sẽ không còn đến qua lễ. Đó, chỉ có 10 con thôi anh chị. Rồi tiếp tục với dòng lóc Yalo Sentarum thì ở đây em còn một đôi quý anh chị. Đó, size tầm khoảng 11 cm nha. Đó, cá này em đang bán với giá là 200k một con nha. Đó, 200k một con và ở đây em còn một đôi ha. Đó, anh chị chốt trong ngày lễ này một đôi nó sẽ là 400k thì anh chị chốt cho mình một đôi. Đó, em để với giá là 300k cho một đôi này nha. Đôi cá em đảm bảo là liên lạc không tật không lỗi nha. Đó, đảm bảo liên lạc cho quý anh chị luôn. Đó, hàng lóc thì em hôm nay em cũng không có nhiều lắm. Đó. Lóc Barito dãy gồng đỏ nha quý anh chị. Trước mà quý anh chị đang xem thì mình có size tầm khoảng 11, tầm khoảng 10-11 cm nha. Cá em đang bán với giá là 250k một con. Đó thì em giảm cho quý anh chị mình 50k, giá chỉ còn có 200k. Đó. Đó, dòng lóc chảy gồng đỏ Barito thì em có 2 con thôi nhớ quý anh chị. Cá là em đảm bảo với quý anh chị là liên lạc không tật không lỗi, không bị tróc kỳ gách vẫy nha. Tiếp tục ở đây em còn một con lóc trân châu đen size 20, size 20 nha quý anh chị. Giá là 230k. Đó, thì nay ở đây em còn có một con thôi, duy nhất một con. Em để cho anh chị mình với giá là 200k chẳng nha. Đó, size nó tầm khoảng 20. Con này nói chung là liền lạc không tật không lỗi nha quý anh chị, và cũng duy nhất một con ha. Anh em mua một đôi mình cũng không có. Và đây là những con cá mới vừa cập nhật cho anh em xem xong trong dịp lễ này. Đó, thì chương trình này em chỉ áp dụng cho đến hết ngày lễ thì em sẽ về giá cũ nha. Đó, nên quý anh chị mình cứ xem tham khảo, thấy giá hợp lý thì chốt nhanh chốt lẹ giùm em. Đó, thì những con cá ở đây á, em chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước, sau đó mới đóng thùng và gửi ship cho anh em. Vì đây là cái mặt hàng cá cảnh gửi đi không có gửi về được. Đó, mình tin tưởng thì mua và không tin tưởng thì thôi. Đó, em bán cho khách hàng nào cũng như nhau và em bán bao năm qua cũng như vậy. Đó, thì con cá này mình vận chuyển cho anh em đến các tỉnh thì mình sẽ có bảo hành nha. Trường hợp anh em nhận hàng như cá yếu vỡ bọc, cá bị tật lỗi, đó, cá nó chết chóc này nọ thì em sẽ một đổi một cho mình ha. Đó, em sẽ đóng cá khác gửi cho anh em, hoặc là nếu mà anh em suy nghĩ anh em không muốn mua nữa, đó, thì em sẽ chuyển khoản thanh toán đầy đủ cho anh em từ cái tiền vận phí đến tiền con cá đầy đủ cho anh em ha. Đó, mình nói như thế nào mình thực hiện như thế này nha. Đó, thì nói chung clip của em cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành ít thời gian theo dõi video của em. Nếu có thấy thích thì cho em xin một like, hoặc là muốn xem những đợt tiếp theo có những cái dòng cá gì thì hãy nhấn cái nút đăng ký để khi em đăng video lên đó quý anh chị có thể nhận được video và anh em cũng như là mình xem được ha, mình xem và mình chốt cá. Và mình cũng xin chúc cho toàn thể cô chú anh chị cùng các bạn có một cái ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ nha. Và mình cũng xin chào.